Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em dòng âm ly karaoke tầm trung. Đó là em E3D8000 này. Âm thanh sống động, chất lượng tuyệt hảo. Có phải anh em đang kinh doanh và muốn tìm cho mình một chiếc âm ly có cường độ hoạt động cực bền, phục vụ khách hát hò mà không lo bị gián đoạn? Hay anh em đã có chiếc âm ly rồi nhưng vẫn chưa hài lòng với chất lượng hiện tại của nó và muốn thay đổi để thu hút thêm khách hàng? Đối với anh em đã sở hữu cho mình dàn âm thanh karaoke tại gia nhưng chất lượng vẫn chưa thực sự tốt, và anh em đang tìm cho mình một chiếc âm ly nằm trong phân khúc tầm trung đáp ứng tất cả những điều kiện mà mình đặt ra, anh em yên tâm nha, em E3D8000 này sẽ là trợ thủ đắc lực của anh em đó. Và lý do vì sao mà em âm ly này lại được tín đồ âm thanh ưa chuộng như vậy, hãy cùng mình tìm hiểu tính năng đặc biệt của em này nhé. Với sự thiết kế tinh tế, bóng bẩy, sang trọng khiến không gian nhà này trở nên hiện đại và thu hút được mọi ánh nhìn. Sở hữu mặt hiệu chỉnh master micro giúp giọng hát yếu, hơi trở nên ấm áp, mạnh mẽ và bắt tiếng hơn. Ưu điểm lớn nhất chính là hiệu suất sử dụng cực cao đạt trên 90%. Tiết kiệm điện năng, tăng sự ổn định, giảm tiếng ồn cho sự trải nghiệm âm thanh tốt nhất. Giá hiện tại của em này là 9.900.000 đồng. Và anh em ơi, có rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho anh em nào đặt mua sản phẩm sớm nhất tại Vidia, bao gồm dịch vụ cân chỉnh âm thanh tại nhà trị giá 500.000 đồng, cẩm nang âm thanh Vidia trị giá 300.000 đồng, bộ micro KS M9 trị giá 1.200.000, bộ phát Bluetooth AV trị giá 500.000 đồng, chân đế micro trị giá 300.000 đồng, và giao hàng miễn phí tận nơi cho anh em, hỗ trợ mua trả góp, hồ sơ cực kỳ nhanh và đổi trả trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm xảy ra lỗi do nhà sản xuất. Và còn chần chờ gì nữa mà không rin ngay em này về nào, hãy để lại comment bên dưới hoặc gọi đến hotline 0902 799 186 để được hỗ trợ. Và đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Vidia đó nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.